Bây giờ chị không có sườn rồi phải không? Còn cái này là cái gì? Xương hay là cái gì? Xương giò. Xương giò hả? Nhiều ký? Cũng 80 hết nè chỗ này. Giờ nguyên con giò cũng nhiều ký? Cũng 80. Giờ người ta lấy hết cái thịt rồi còn cái giò không, xương nhưng không. Nhưng mà thịt tôi bán chậm hơn cái này. Cái xương người ta thích hơn. Gần gần người ta thích hơn. Nhưng mà người ta nhưng mà rút cuộc mà còn cái này à? Cái này cũng được. Còn 80 ký hả? Cái này cũng bằng giá. Nhưng mà người ta thấy gần hơn là thịt, thịt là nhiều người lại ngán nữa. Chị dê thương vậy, chị bán em 50 ký đi. 50. Không được. Không được. Tự nhiên anh quen không có nói thách. Đó, làm phim đi. Quen bán 50 được rồi. Không được, không nói thách. Thấy quen là nói xác luôn. Không nói thách tầm nào luôn á, nói xác cho mua. Dạ 80 phải không? 80 ký. 82 ký được không? Giỡn hoài. Vậy là cái này còn bao nhiêu? Ủa, cái này là cái gì? Bắp giò, thịt nhiều. Xương bắp giò ăn ngon. Không phải, sợ nấu canh nó không ngon. Không, rất là ngon. Dạ hầm ba lần tính hết này bao là... nhiêu ký? Cái này chừng ký lô gì. Tính hết đó còn hả? Cái này nữa nè. Thiếu cái cốc cái này thêm, nó cũng là xương. Vậy chỉ cân hết cái này thử coi. Nếu thiếu mình gấp thêm cái xương kia nó mềm lắm. Không, có nhiều ăn nhiều mà nhiều quá ăn không hết. Thì đó, mình sợ là thiếu ăn, thiếu thì mình gấp thêm. Những cái khoanh này không thịt nhưng mà ăn rất là ngon. Dạ. Ăn gân gân ngon lắm. Chị bán gì cũng ngon hết á. Để tôi cho vô cái này nha. Cái cân của nó bị... Hồi đó em ngu lắm á nha. Từ ngày em ăn thịt heo của chị nó khôn lên á. Để bảo em thật. Ờ. Nó khôn lắm. Nó còn biết đi dụng tàu nữa chứ chị. Ký này yếu một chút anh. Một ký yếu một chút hả? Một ký hai yếu. Chưa được ký hai. Dạ dạ được rồi. Em không có coi đâu chị. Chị nói nhiều em đưa 95 ngàn là quên. Dạ dạ không sao không sao. Bao nhiêu mà tính nhiêu. Dạ 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 chị nói 115 ngàn cũng được. Em không quan tâm. Em đã mua cho chị. Không có lỡ. Cái này là mua là khỏi. Em đã không phải là em lỡ. Không có lỡ. Chị em mình không có lỡ. Đúng không? Quen với nhau là thất là chiều rồi, đâu có lỡ. Không có, đừng có sợ làm thiệt. Mình bán thịt ngon mà bán đúng giá. Về chặt cái này ra không? Quên chặt này ra. Chặt nhỏ ra để mua chút dao đã. Cái này khỏi nha. Chặt cái bắp này. Cái chả gác bữa nay em mua hộp vịt muối nhiều trứng em gái 600 ngàn đâu á, mua bán 600 ngàn 600 ngàn trứng muối sao 6 ngàn ừ 600 ngàn phải không, 6 ngàn trứng người ta bán 10 ngàn 6 trứng lấy gì trứng anh lấy 6 trứng hay 10 ngàn lấy giờ mẹ trời em còn năn nỉ nữa chứ đúng là người giàu nó có khác bán đồ cũng chậm cái này năm cái là bao nhiêu 30 à lấy một hộp 5 cái đi hết tiền rồi cho thiếu đi dám cho thiếu không rồi cảm ơn
rồi ăn xong giờ tới khâu nấu cơm. Hello, con gái của anh nó bệnh rồi, đau họng hai bữa nay, tội nghiệp, không muốn ăn, đòi ăn cháo, nấu cháo hột vịt muối. Rồi, cuối cùng cũng xong. Đúng ra là cái hành đó là bỏ sau cùng nhất, bỏ lộn. Rồi, tắt bếp. Chiều ăn
Bây giờ đi lên lầu phơi quần áo tiếp. Tắt. Cá vịt tắt. Đây này có đồ ăn nướng ngon lắm đó nha.